We continue our new lesson, Unit 2, Myself, Guilt 2, page 33. Now look at vocabulary. Cô cho trên màn hình là các em thấy những cái từ này các em thấy rõ không? Rồi Nó từ thứ hơi nhất. nhỏ hả cô? Hơi nhỏ cô. Từ đầu tiên là Iron Man. Iron Man là người sắt các em. Event, event là sự kiện. Động từ taking up, taking up, áp dụng hay là duy trì luyện tập. Taking up có nghĩa là áp dụng hay là duy trì luyện tập. Triathlon, triathlon, cuộc thi ba môn phối hợp. Triathlon, triathlon, cuộc thi ba môn phối hợp. And regard, regard, à, cái từ này có nghĩa là kính mến, kính chào, rồi đó là nó thường nó lời chào ở cuối thư nha các em. Cô đọc lại nha. Iron Man, Iron Man, event, event, taking up, taking up, triathlon, triathlon, regard, regard. Rồi các em ghi chú mấy cái từ đó vô giùm cô. Are you finished? Yes. 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 No. Đọc lại cô Hiển. Iron Man, event, taking up, triathlon, regard. Nhớ cái từ Iron nè, mình không có đọc là Iron nha mấy em, nó đọc cái âm này là âm câm đó. Iron, Iron Man, Iron Man. Toàn, đọc lại cô ấy Toàn. Iron Man, event, taking up, dry Ellen, regard. Đức. Iron Man, event, taking up, dry Ellen, regard. Now look at the picture below. Record the following question with a partner. À, các em nhìn cho cô, quan sát cho cô hai bức tranh ha. Bức tranh đầu tiên các em thấy cho cô ơi. Đây là có hình là ba môn thể thao, là đầu tiên môn gì mấy em? Swimming. Swimming. Đúng rồi. Running. Yeah. And cycling. À, người ta hỏi là what sport do people do in the Olympics? Vậy là những cái môn thể thao nào họ cho có thể chơi? There are many sports which people do in Olympics, like swimming, cycling, or and running.
running, tức là ba môn thể thao mà phối hợp. Rồi chúng ta sang câu hỏi thứ hai. The Olympic sport below is sometimes called the Ironman event. Why? À, mình hiểu rồi. Tại sao mà người ta thường gọi là cái sự kiện là cái người đàn ông sắt nè. À, thì theo mình biết là thường mem cam xem phim người máy nè, thường người sắt thì thứ nhất là cái đầu họ như thế nào, các em cái não họ như thế nào nè, rất là thông minh đúng không? Và cơ thể họ như thế nào đây? Rất là chắc khỏe. Như vậy là trong cái bài này ý nói là cái sự kiện là người đàn ông sắt này nói là về gì các em? À, có sức ha, có sức chơi là ở đây là mạnh đó, có sức mạnh nó lâu là bền. Thì trong cái bài này thì người ta có thể nói là gì? Because they are really strong men, tức là những cái người đàn ông khỏe mạnh. Thì trong cái bài đầu tiên là hai cái câu hỏi này gợi ý để chúng ta sẽ nghe trong cái bài sắp tới mình sẽ nghe về cái nội dung gì. Thì các em sang cái hoạt động we continue listen to the interview with an Iron Man. Take the problem he had a child. Tức là em sẽ đánh dấu thích vô cho cô ha. Trong cái bản này, những cái vấn đề khi mà anh ấy là còn trẻ đó, anh ấy mắc phải những cái vấn đề gì? Thì cô sẽ cho mấy em nghe cái đoạn băng. Mình nghe chỗ nào mình đánh thích ha. Rồi, có 5 vấn đề. Thứ nhất là headache. Headache là bị gì các em? Đau đầu. Tummy. Đau bụng. Toothache. And allergy là bị gì nè? Dị ứng. And sick. Bị bệnh. Now listen. The problems he had as a child. Were you sporty as a child? No. I always felt sick and weak. I had allergies too, so I always had a runny nose and itchy skin. When did that change? My friends started doing sports. I wanted to too. My sports instructor said, do more exercise or continue to feel sick. It's up to you. Was it easy? No, it was hard. I did more exercise, so my body ached. But slowly, I felt better. What do you do now? I do triathlons around the world. It's a tough competition. You have to swim, run, and ride a bike. I use around 6,500 calories in one event. How do you prepare? 3 great things to do before the race are eat more healthy food, sleep more, and do more exercise. Then you'll be ready. Now listen again. Child. Were you sporty as a child? No, I always felt sick and weak. I had allergies too, so I always had a runny nose and itchy skin. When did that change? My friends started doing sports. I wanted to too. My sports instructor said, do more exercise or continue to feel sick. It's up to you. Was it easy? No, it was hard. I did more exercise, so my body ached. But slowly, I felt better. What do you do now? I do triathlons around the world. It's a tough competition. You have to swim, run, and ride a bike. I use around 6,500 calories in one event. How do you prepare? 3 great things to do before the race are eat more healthy food, sleep more, and do more exercise. Then you'll be ready. With problem, he has a try. Thì Dân Phúc. For allergy. And? Five. Do you have order idea? Có bạn nào khác nữa không nè? Hiển.
Do you read your answer? Yes, I will. Chúng ta sẽ là hai cái vấn đề là chúng ta sẽ nghe là thứ hai, thứ nhất là LG và SIG trong ba cái dòng đầu đó nha các em. Rồi chúng ta sang exercise 3. Listen to the interview again. What advice does he give about preparing for the event? Chúng ta nghe cái đoạn lại một lần nữa và các em xem coi anh ấy đã đưa ra cái lời khuyên gì về cho cái sự chuẩn bị một cái sự kiện sắp tới. Cô có 5 vấn đề. Do more exercise. Làm gì đây các em? Tập thể dục nhiều hơn. Tập thể dục nhiều hơn. Watch less TV. Xem ít TV lại. Xem TV ít lại đấy ha. Sleep more là chúng ta nên ngủ nhiều. Eat more fruits or vegetables. Ăn nhiều trái cây. Ăn nhiều trái cây và rau quả. Eat less than food. Thì dân phố. Ăn ít đồ ăn vặt. Ăn vặt ha. Rồi chúng ta sẽ nghe lần cuối cùng để chúng ta làm cái bài tập 3 và tập 4 rồi nha. Were you sporty as a child? No, I always felt sick and weak. I had allergies too, so I always had a runny nose and itchy skin. When did that change? My friends started doing sports. I wanted to too. My sports instructor said, do more exercise or continue to feel sick. It's up to you. Was it easy? No, it was hard. I did more exercise, so my body ached. But slowly, I felt better. What do you do now? I do triathlons around the world. It's a tough competition. You have to swim, run, and ride a bike. I use around 6,500 calories in one event. How do you prepare? Three great things to do before the race are eat more healthy food, sleep more, and do more exercise. Then you'll be ready. Who know? Who đang? Dạ thưa cô là do more exercise, eat more food and pizza, sleep more. Who else? Đức. Minh Đức. Do more exercise, sleep more, eat more fruit, vegetables. Vegetable, rau củ nha. Thì các em sang nghe thông tin thì chỉ là ba cái vấn đề đưa ra lời khuyên là do more exercise, sleep more, eat more fruit or vegetable. Yes, các em nghe tốt nha. Rồi chúng ta sang cái hoạt động kế tiếp cho cô. Khi mình đã nghe cái bài rồi, bây giờ chúng ta sang cái hoạt động thứ tư. Nha, các em nghe cái bài, các em đọc lại đó. Hồi nãy là cô cho nghe đọc đó. Bây giờ các em xem cái bài lại nè. Thấy không? Cho minh họa cái bài lại mình nghe nãy đó. Nha, các em đọc lướt qua cho cô thôi. Không, hoạt động nãy là SIG nè, LG nè. Ha, hai hoạt động đầu. Rồi có một cái cụm từ nè. Các em nhìn vô cho cô nè. My friend started doing sport. I wanted to my sport instructor said do more exercise or continue to feel sick. It's up to you. Tức là chỗ này, ý này, cái câu này nói là mình là, tức là làm cái gì cho ai đó nha. Cái cụm từ này nè, tức là nó là nó muốn làm cái gì cho ai đó đó. Rồi các em đọc tiếp cho cô cái đoạn còn lại nha, để chúng ta làm cái bài tập true false cho nó dễ. Now we continue.
Number one, he wanted to do sport because of his friend. He wanted to do sport because of his friend. À, anh ấy muốn gì các em? Muốn chơi thể thao vì gì? Because of đây là một cụm từ. À, nó chỉ sao nó là một cái noun phrase là danh từ. Vì gì đây các em? Vì bạn của anh ấy. Vậy mình coi cái câu nào để mình minh chứng mình mới vừa đọc nãy nha. Để mình ra là true hoặc là false. Rồi number two, taking up sport were easy. À, tham gia cái công việc thể thao này thì thế nào đấy các em? Easy is mean? Dễ dàng, đúng rồi, dễ dàng. And number three, he take part in this event only in Vietnam. À, chỉ là tham gia cái sự kiện này chỉ ở Việt Nam. Number four, in this event, you swim, run and climb. Climb is mean? Climb the mountain, climb. Leo núi đó ha. Rồi number five, this event yield more than 6,000 calories. Bao nhiêu đây? 6,000 ha, 6,000 calo. Rồi giờ chúng ta đọc cái bài vừa rồi cô cho rồi. Giờ number one, who know? Còn bạn khác đây? Nhất Trung, true or false? Number one, I think true. Do you know? Which sentence do you know? It means true, đúng rồi đó. The sentence is my friend start doing sport. I wanted to. Và cái câu cuối cùng là gì? It's up to you. It's up to you. Rồi number two. Minh Hiển. Number two, phone. Oh. Which sentence do you know? Phone, đúng rồi đó. Thì chỗ này nãy mình nghe nó là gì? He said that sport is hard. À, mình nghe cái đoạn là gì? Were it easy? No, it wasn't. No, it wasn't. Nó hỏi có dễ hay không? Đó, bạn kia trả lời cái người mà phóng viên nó là gì? No, it wasn't. Vậy là câu này true or false? False, ha. Rồi, number three. Who know? Toàn. Number three, I think false. Qua ha là hoặc là deep khan đó. Rồi phone về chỗ này mình biết nó sai chỗ nào. Nghe nãy nói cái đoạn văn đó. Hiển. He said that he take part all around the world. Yes. Chỗ này là Around the world, trên thế giới nha, chứ không phải ở Việt Nam không. Rồi, number four. Minh Đức. False. Rồi, chỗ này nó sai chỗ nào nè? In this event, you swim, run and ride a bike. Okay, very good. And ride a bike. And number five. Triều Tiên. True or false? True. Who else? Nãy nghe bao nhiêu calo nè? Ô lộn con. Bảo Minh. Tự giờ cô chưa kêu Bảo Minh. Bạn nói phone, do you agree your answer? No. Câu này nãy nghe là bao nhiêu calo? 6,500 calories. Calories. True. Run around by IU around 5, 6. Cái này là 6,500 nha mấy em.
cái chỗ này là 6.500 nha. Nó đúng mà cô, tại vì ở ngoài trước nó đúng Modan đó. Modan đó. Ừ, đó là Modan đó. Thành ra là chỗ này thay vì người ta nói là bằng cái số đó, nhưng mà chỗ này ta cho là hơn, do đó mình hiểu trong cái bài, tại vì trong bài nãy nói là gì? 6.500 là 6,500 calories, đúng không? Vậy chỗ này là Modan này, vô ý cái từ này nha. Rồi các em ghi chú trong sách giáo khoa, mấy em có trong cái sách giáo khoa trang 23 cái bài tập số 4 đó, thấy chưa? Ghi thích nó cho đó đi. Rồi chúng ta sang cái phần ba câu hỏi này. Ba câu hỏi này thì trong cái hoạt động số 5 đó cô gợi ý, tại vì cái phần này là theo ý của mình trả lời thôi. Câu hỏi đầu tiên ta hỏi là why is the Allen Dipkin event? À, tức là hỏi tại sao là cái ba môn phối hợp này là những cái sự mà là một cái sự kiện khó, thì theo ý các em cái đây là quyền free nha, tức là mình trả lời tự do của mình thôi. Cô cho cái này là các em ở nhà mấy em ghi câu trả lời tự ý của mình. Rồi number 2, can you think of other Olympic sports that are harder or easier? Mình xem coi, mình nghĩ rồi cái thế vận hội này nè là khó hay là dễ. Đối với em thì em cứ trả lời I think như thế nào đó, easy hay là harder. Rồi number 3, would you like to try the triathlon one day? À, một ngày nào đó mình có thể là mình cố gắng là tham gia được cái ba môn phối hợp này được phải không? Rồi nếu được thì tại sao, còn không được mình trả lời là tại sao không? Rồi cái này nó nằm trong sách giáo khoa của em trang số 5 đó, ở trang 23 bằng phần 5 đó, thấy chưa? Ha, ý mình trả lời nữa là sử dụng đó. Rồi chúng ta còn cái hoạt động cuối cùng là chúng ta sang cái hoạt động write. Bây giờ chỗ này là người ta kêu mình làm gì? Look at Dr. Claw advice by, can you make the problem with the answer? Tức là người ta đưa ra là cái lời khuyên trên cái trang của bác sĩ Claw này nè. Cái trang lời khuyên này người ta kêu mình nói những cái vấn đề mà người ta đưa ra cái câu trả lời của ông ta. Thì các em nhìn cho cô bên đây là của Dr. Law, đây là cái ý bên đây là người ta hỏi nè. À, còn bên đây là của trả lời của ông bác sĩ Law đó. Thì mình nhìn mình đọc ý đầu tiên coi. Number one, I play computer game đó. Tôi chơi game nhiều nè, phải không? Vào xem TV nhiều nè. Mắt của tôi cảm thấy như thế nào? Right. Cool. Như vậy người ta hỏi là what should I do? Tôi phải làm gì? Thì nhờ có lời khuyên. Vậy mình xem cái câu hỏi đầu tiên thì nó sẽ nói với câu trả lời của bác sĩ này khuyên cái điều đó là như thế nào. Thì các em sẽ đọc cho cô ba cái ý tưởng bên đây ha, để nói với A, B, C. Rồi cái ý thứ hai nè, I love butter and chip, but I'm fasting on way, what can I do? À, ăn những cái món mà hamburger nè, hay là cái món chiên xào nhiều đó, rồi bị tăng cân nè, mình phải làm cái gì? Đúng không? Rồi, đưa ra cái ý kiến thứ ba, by the weekend, I'm so tired. À, ngày cuối tuần thì tôi cảm thấy như thế nào đấy các em? Mệt, đúng không? Do you think I should sleep in or wake up at usual time on Saturday or and Sundays? Tức là mình có thể là ngủ nhiều hay là thức dậy ha, thường đó là vào ngày thứ bảy hay là ngày chủ nhật gì đó. Rồi bên đây chúng ta xem coi lời khuyên ông ta đầu tiên là I think you should set your alarms. Alarm là cái gì biết không? Cái đồng hồ báo thức á ha, đồng hồ báo thức. Còn đồng hồ đeo tay đọc là watch, còn đồng hồ treo tường của mình là clock, chú ý nha. Rồi các em đọc, chú ý mình đọc lướt qua thôi, là tìm những cái từ khóa cho cô thôi, rồi chúng ta nói lại cho cô. Trong sách mềm nó nằm ở trong sách mềm là cái hoạt động số 6 đó nha. Are you ready? Yes. Yes. You give answer. Number one. Nhất Trung. I think 1C. 1C. Rồi number two. Minh Đoàn. I think 2B. Yeah. And number three. Gia Nhi.
Dạ hô cô hơn em. Number three là nói với ai? Ai, yes. À, các em, cái từ khóa thì các em tóm lại là các em sử dụng đúng ha. One, C. Number two, B. And number three, A. Rồi nhìn vô trong cái cuốn sách của mình đó, cái hoạt động đó là các em ghi chú cuốn sách cho cô ha, coi mình nói đúng không, sai thì sửa lại. Have you finished? Yes. Yeah. Rồi còn cái hoạt động số 7 nè, cô dặn là về nhà cái xong cái phần này thì các em lưu ý là đây là những cái gạch dưới của ba cái đoạn của bác sĩ Lo nè, Quyên nè. Thì ở đây cô gạch dưới nè, đây là những cái từ mà từ người ta đưa lời khuyên, ví dụ là you should try to exercise hay là do something healthy, tức là động từ ở câu mệnh lệnh đó, các em bắt đầu bằng động từ, thấy chưa? Hoặc là think about hay là eat less than food, đoạn thứ hai nè. Rồi đoạn thứ ba cô gạch dưới những cái từ này, đây là những cái từ người ta đưa ra lời khuyên. Thì trong cái phần này cô nhắc lại nè, khi mình sử dụng một cái lời khuyên, bạn có thể sử dụng những cụm từ nào? Ví dụ là gì? You should, hoặc là gì nữa em? You can, hay là it will be good if you, tức là điều này sẽ tốt hơn cho bạn cái gì đó. Rồi, hoặc là do something more, hoặc là gì? Let, tức là câu mệnh lệnh mình học rồi đó, dùng more với let, là cô ôn lại cái phần này là chúng ta đưa ra lời khuyên bằng những cái cụm từ như thế nha. Rồi các em xem lại cái phần này là mình đã có cái bài trước mình đã nói rồi đó, thì em nào nhớ thì khỏi ghi, còn em nào mình quên thì mình có thể ghi chú lại để mình nhớ những cái câu để mình bắt đầu cho cái đưa ra cái lời khuyên. Rồi cuối cùng chúng ta có cái phần bài tập số 7 đó. Bài tập số 7 thì ta cho mình cái cụm từ này là mình chọn một trong những vấn đề, ví dụ của Anna hay là của Ngọc hay là Khang đó, mình dựa vô vấn đề này mà mình có thể đóng vai đó, một bạn là A, một bạn là B đó, là mình đóng luôn, không có cặp được với bạn rồi, đúng không? Rồi mình viết ra cái câu hỏi, đưa ra vấn đề, rồi sau đó các bạn B trả lời về đáp lại cái vấn đề đó, đó là cái hoạt động số 7 cuối cùng trong sách giáo khoa mấy em đó. Thấy chưa? Tập nói lại cho quen những cụm từ thôi, mà muốn nói này được thì các em đã học rồi cái phần getting started, nó kết hợp với lại cái phần lấu xô lúc quan với lúc chu đó nha. Rồi còn cuối cùng thì nhớ nè, luyện tập lại cái mấy cái bài tập này, rồi viết lại cái vấn đề trong cái hoạt động 7 cô mới vừa nhắc nha. Như vậy là tiết sau mình có hai tiết getting started với lại một tiết là lấu xô lúc quan của bài số 3, là các em chuẩn bị cho cô mấy phần đó cho cô.